Vâng, và xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và trong cái video ngày hôm nay thì mình sẽ lại làm theo yêu cầu của anh em đây. Đây, bạn ấy có nói về cái bộ trang bị trên con RF Antra 199. Cũng lâu rồi mình không chơi lại con phù trục này đấy. Và cái yêu cầu bạn ấy thì có một cái rất là đặc biệt, đó là lại full hàng Thổ Nhĩ Kỳ. Không biết là bạn ấy có phải là một fan của Thổ Nhĩ Kỳ hay không. Đã thì mình đã xong một lúc thì mình cũng tìm được đầy đủ anh em nhá. Cái bộ trang bị này là đầy đủ luôn đấy. Đây, Atmaka này. Đấy, Atmaka anh em nói của Thổ Nhĩ Kỳ đúng không? Anh em không còn quá là lạ lẫm gì cái loại này nữa rồi. Đây, pháo lúc đầu thì mình tưởng là không có, nhưng mà nhìn kỹ lại thì lại có nha. Cái Sahi 209 Block 2 và cái súng phóng lựu đây, một cái X3 nhá, rocket thì chắc chắn nó của Thổ Nhĩ Kỳ rồi. Akia Hilo thì chắc là chỉ có Akia của Thổ Nhĩ Kỳ thôi. Chúng là đồ của Thổ Nhĩ Kỳ thì rất là nhiều đồ ngon. Có trực thăng thì mình hơi băn khoăn tí. Và cái con T929 đây. Đấy, thổ hết nhá. Và vũ khí phòng không cũng có luôn. Ở cái này thì mình đã tìm thấy được cái loại Golden. Cái loại này thì là loại mới anh em ạ. Những cái loại cũ thì mình không nhìn thấy ở đây. Tại vì mình cứ nhìn theo kiểu như thế này thôi chứ mình chưa lên cửa hàng. Bởi vì những cái loại mà hay thường sử dụng nhất ấy thì mình lắp hết ở trên này rồi. Mua có sẵn ở đây hết rồi. Được, sẽ lắp tạm theo kiểu như này nhé. Mặc dù như thế này thì nó sẽ không hay lắm đâu. Tại vì nó sẽ có hai cái X4 thì chúng ta phải lắp thêm ít nhất một cái khe súng máy vào. Chứ lắp như thế này thì nó cũng hơi bị nguy hại đấy anh em ạ. Nhưng mà không sao, đi làm giáo án cống hiến cho anh em mà. Và chúng ta sẽ đi chiến luôn nhé. Có lẽ là bắt đầu từ ngày hôm nay thì mình sẽ có một số những cái thay đổi về cái cách làm video hàng ngày ấy. Có nghĩa là bây giờ mình sẽ ưu tiên cho những anh em nào mà donate. Đấy, thì lúc mà mình sẽ để một cái số tài khoản của mình ở phía dưới ấy. Anh em nào mà kiểu cảm giác là yêu quý mình và muốn làm theo kiểu cái combo trang bị đúng theo ý của anh em á, anh em hoàn toàn có thể donate thoải mái nhá. Cứ theo đấy mà nhớ nhá, nội dung nhá, không cần phải nhiều đâu. Anh em nào thích nhiều thì có thể ghi cả trang bị ra. Còn anh em nào mà cảm giác như chỉ muốn làm về tàu thôi ấy, đánh giá về sức mạnh ấy, thì ghi đơn giản thôi. Nó ở cái phần nội dung chuyển khoản ấy, nó dễ lắm luôn ấy. Thi thoảng thì mình cũng không biết là có một số người ta cứ chuyển, bởi vì ở cái phần mô tả video thì gần như là video nào có số tài khoản của mình mà. Thi thoảng có anh em người ta chỉ donate 10.000, 20.000 thôi, nhưng mà cái vấn đề là họ lại không nói cái gì. Thế thành ra là mình cũng không biết là họ donate là vì cái gì. Cũng có những người ta có nói nhưng mà cái ít lắm. Tất nhiên là mình sẽ ưu tiên thôi một số những anh em như vậy. Ưu tiên là hắn ra chứ. Hơi căng nhỉ. Cái đồ này mình không tự tin lắm. Ít nhất thì cũng phải thử một hai trận xem nó như thế nào đã. Toàn hàng thổ đây. Không biết nó có phải là Thổ Nhĩ Kỳ không hay là hàng thổ tả đây. Mày chết. Ai à, gắt à. Vướng map rồi em ơi, cao thế thì kinh rồi. Cái này cao thế thì kinh rồi. Anh em nào mà thích làm cái bộ trang bị ở đấy hoặc là cụ thể con nào đấy, anh em mà donate không cần quan trọng về cái số lượng anh em donate như thế nào đâu. Chú ý không à, cái anh em là có tấm lòng như thế nào thôi. Ý rồi. Có đàm đây, 65k đàm đây. Có nhận xét gì về combo này không? Phải. Wow. Ghê nhỉ. Làm quả combo này khéo khi đôi bạn nó được quẳng ấy chứ nhỉ. Nhưng mà cái này thì sẽ yêu cầu anh em phải ấn nó nhanh tay một tí nhé. Tại vì cái pháo Sahi này nó không phải là ấn một phát mà nó bắn ngay đâu. Mà anh em muốn bắn hết thì ấn 5 lần luôn. Cái thủ tục của nó khá lằng nhằng. Đây mình sẽ ấn thử cho anh em xem này. Nó có số 5 ở giữa này. Đấy, bắn một phát còn 3. À bắn 2 phát thì còn 3 này. Bắn phát nữa thì còn 2 này. Tức là mình ấn phát nào thì nó mới bắn phát đấy. Hơi bị lằng nhằng. Con này thì có cái điểm yếu mình thấy là tốc độ của nó thì hơi chậm một tí. Nó chỉ có vậy thôi, còn cái vũ khí với cái độ cơ động thì tất cả đều ổn hết nhá. Vũ khí thì cực kỳ là ấn tượng. Cảm giác bắn
đầu nó hơi bị lạ tay combo rồi nhỉ. Đầu băng nó hơi nặng hai combo tí thôi. Chắc phải được gần 700k đao đấy. Map đầu nó hơi khó. Cái map này mình ghét cái map này đấy. Cái map này gọi cái gì nhỉ? Vùng cực à? À bên dưới khu cực. Đúng rồi, kẻ đây. Chạy ra đây. Thi thoảng có một số anh em họ lại không chuyển khoản trực tiếp mà họ lại nhờ người khác họ chuyển khoản. Có khi lúc ấy chuyển khoản 35.000 hay 40.000 gì đấy. Xong rồi mới có nội dung là anh làm về tàu gì đấy, kiểu như thế. Thì mình cũng không biết là người đấy tên là gì, bởi tên là tên con gái ấy. Không biết là bạn ấy chuyển nhờ ai chuyển hay sao ấy, mình đoán như thế. Thôi, mặc dù là không biết bạn là ai nhưng mà mình cứ làm thôi. Đúng ngày hôm sau làm luôn. Thường thường là mình sẽ ưu tiên cái kiểu như vậy. Còn không, nếu mà không thì mình sẽ lại cứ chọn ngẫu nhiên cái bình luận nào đấy. 800k hỗ trợ 3. Mang với cái đồ trang bị như thế này thì nó cũng có những cái hay của nó nhưng cũng có cái dở của nó. Cái hay của nó là chúng ta sẽ chơi theo kiểu dạng tàu của Nga, nhưng mà đi chơi full hàng của thổ. Ở ngoài đời thật thì không biết là có phải là đồng minh với nhau hay không. Rất là khó nói. Trong game mà đang là như vậy đấy. Chúng ta là những quốc gia đồng minh trong game đấy. Tàu nước này mà trang bị nước kia. Còn này cũng có cái điểm yếu, mình nghĩ là nó sẽ hay ở cái khoản đó là cái phóng lựu này, cái ngư lôi này. Và một phần nào đấy là cái vũ khí phòng không. Đó, nó sẽ chỉ ngoan một phần ở đấy thôi nhá. Tại vì phòng không này thì nó sẽ theo kiểu dạng chống tên lửa mắc rồi. Toàn là bắn con tên lửa trên làm thì có súng máy hay là pháo gì đâu. Đây, em thử cho các anh xem phát này. Đó, trang bị này gần như là nó hồi lại là ấn liên tỏi luôn nha. Ôi trời ơi, tôi ấn không kịp anh nhà bà, ấn vũ khí kiểu này không kịp. Không chết đâu. Phải chết đi. Anh ấy sống được đúng 48 giây. Cái đây là có sự hỗ trợ của đồng đội thôi. Phải. Sức mạnh của Acha anh em thấy là thường thường ấy. Như con này này, nó sẽ là một khe thêm x3. Những cái tàu nào mà có tên lửa X3 thường thường anh em hay lắp cái loại diệt hạm lắm. Nhưng mà đây nên lắp đồ thổ nên để mang Atmanka để biết làm thế nào. Chịu thôi. Trận này chắc lại 2 phút, phút 3 phát. Yêu cầu anh em là bây giờ chúng ta lùi lại đi. Không đi lên nữa, đi lên là đồng đội tôi ăn đấy. Lùi lại đây cho tôi ăn này. Đam của tôi nó yếu hơn. Làm mấy cái clip mà theo kiểu như này rất là khổ sở anh em ạ. Nó khó bắn ấy. Thì anh em thích theo kiểu dạng này, một quốc gia full hàm quốc gia. Giỏi, và ra anh ấy phản ứng nhanh đấy. Em xin cái mạng nữa. Cái này cũng được 2 mạng anh em ạ. Đang không to đâu nhá. Đồ thổ ơi. Mình nghĩ cái đồ thổ nó chỉ hay mấy cái loại mà ở cái tầm, cái cự ly tầm gần thì nó hay. Nó chẳng được gọi quấy được mạng thứ ba không nhỉ? Nhớ là được 2 mạng. Ui giời, 2 mạng thôi anh em ạ. 2 mạng hỗ trợ cái mạng thứ ba. Ai chà chà. Bây giờ nhá, mình sẽ đi demo tiếp cho anh em trận thứ ba. Sau trận này thì mình sẽ đi thay đổi cái bộ trang bị khác cho anh em. Ẩn long cái map này nó gần quá nhỉ. Mấy con tàu chậm mình rất sợ cái map này nha. Tất nhiên là đi team thì mình không sợ, nhưng mà đi lẻ như thế này thì hên xui. Gặp cái team nó bình thường một tí, không cần phải hay lắm đâu, nhưng ít nhất nó bình thường một tí thì còn ok. Nhưng còn nếu như mà gặp cái team là kiểu nó đi ngáo ấy, ngáo đá này tôi chịu. 080. Ôi dồi ôi, ghép team thiện lành rồi anh em ơi. Ô, sao nó ghép thế này nhỉ?
Tiên sư, gắt thế này thì chơi cái gì? Eo ơi, tôi đã mang cái đồ nó lỏ như thế này mà. Sao bây giờ này còn... Bạn ơi, một ai đấy đi theo tôi đi. Làm ơn. Eo ơi, có sân bay kiểu này khéo nó sang nó dã chết. Ui, toàn cái nhà lá vườn anh em ạ, nhìn cái team bên mình kìa. À, không, anh em Việt Nam hay kìa, Tống Trình hay cái gì đây, 8890 kìa. Chưa biết là sao. Tổng em đi có 20 hải lý thôi mà anh không theo được nổi anh em hả? Và chính xác là anh đi đứng im. Anh đi đứng im đấy. Chịu rồi, chịu. Ôi giời, anh ấy thể hiện cái sự ngu học của anh ấy ngay từ đầu game. Đứng im. Giỏi ạ. Đi lên không lên, lùi không lùi, di chuyển ngang không di chuyển. Các anh muốn em sống sao? Địch sang tận nơi rồi kìa. Ôi, chạy. Vâng, chúng ta còn thấy cả có cả hạm đội Thái Bình Dương ở đâu kìa. Úi giời, hình như là áo hỏa cho ông đi vào đây cơ. Có cả hạm đội Thái Bình Dương nha. Không biết là xử Việt Nam City này, úi cái này là một team à. Chà, wow. Đau nhà. Wow. Trời ơi, cái pháo này. Pháo này biết bao giờ mới hồi lại. Giời. Chỉ ấn lâu thật sự luôn đi. Thôi, thằng này lại gãy lưng rồi. Bắt giò heo cái quái gì vậy? Mình tính nhau nào. Mình đi lên thì có ăn thua không nhỉ? Còn hơn 200k máu. Khó á, móc lốp, mất cả trực thăng này cũng hơi ghê. Thử nha anh em nhá, tầm này cái team này là cái team vớ vẩn rồi. Vừa nói dứt mồm xong. Đâu rồi? Đây rồi. Em không dại đâu, em khó hết người ra làm cái quái gì hết. Cái góc này hợp lý lắm rồi. Né thôi. Mất hai người. Tầm này mình nghĩ chắc là chỉ là cái trận này ấy, cái cục diện ấy, nó theo kiểu dạng như là team mình thì trụ đến bao giờ thôi. Khó đánh ấy. Hai đến một thì này nó dã kiểu kìa. Ui dồi, 29.000 máu lùi lại kịp. 29.000 máu lùi lại kịp, bây giờ làm cái gì? Ôi giời ạ. Cái thằng danh này. Nó có DF 17 nhá, con này nó có DF 17. Xong. Nào, bây giờ còn 2-3 đây, anh em nhìn đây. Đấy, những cái con người bên mình đây. 463.000 đam. Ôi giời ạ. Thôi được, hãy đi làm lại chỗ khác vậy. Tạm thời vẫn chưa thay đổi trang bị anh em nhé. Thực sự thì mình thấy nhá, cái kết quả đấy ấy, lý ra cái quả đấy mình tính là có thể ăn được. Nhưng mà nó sẽ phải làm với một cái bộ trang bị khác, chứ không phải là cái bộ trang bị này đâu. Nhưng mà thực sự cái bộ trang bị này nó khó chơi lắm. Nếu mà được thì mình sẽ thay đổi cái pháo. Chắc chắn cái pháo mình sẽ thay đổi đầu tiên, chứ không thể là cái pháo xa hi được. Nếu mà được thì chắc là chơi cái loại Monarch hay bình dân này. TMF, M42, thậm chí là Mark 71 cũng ok. Rất nhiều loại pháo hay. Rồi, cầu mong trận này nó ghét cho nó thiện lành tí nhá. Bên mình có sân bay hay không? Không có, và bên kia thì có. Rất mất dạy. Em Sana phải chống chọi lại với những gì nó khó khăn nhất từ trước tới giờ. Hy vọng là sân bay không có ở đây nhá. Đây á. Bay từ đây bay ra á.
hơi bị mơ màng tí. Biết trận này nếu có phục thù được sống nguyên trên đỉnh. Kilo Việt Nam, sòn sòn lắm anh em Việt Nam ấy. Nhìn cái team nó lỏ thực sự luôn, xong lại còn ghép cái đội hình thế này đi. Bắt em mang cái bộ trang bị Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ gì tầm nay nó là Thổ Tá đi, Thổ gì. Mày ra đây, thằng chết. Chạy bóng mát. Anh này anh bật hack lên à? Ui anh này anh bật hack lên à? Tắt hack đi. Đấy, chơi nó phải xe, nó phải fair play, phải tắt hack đi. Chơi bật hack thì chơi là cái gì? Bật đi nhá, em đi sang bên này em xử lý cho ông cầu ngầm chắc không thì chả biết lặn nữa. Được thế đấy. Anh Roy nhá, anh Roy. Roy tầm 096. Đây rồi. Lùi đi đâu? Ở đây mà yêu thương nhau như này. Anh em với nhau. Và nó sàng xuống đi nhá. Wow. Đi phóng thủ hơi chạch. Vừa bắn vừa di chuyển. Trận này lại tiếp tục là một trận gãy lưng rồi. Hỏng. Còn ông Kilo Việt Nam đúng không? Chào tôi tí, tôi lên. Đúng rồi, yếu máu phải lùi lại. Yếu máu phải lùi lại đây. Hợp lý này. À, tỉnh. Rất tỉnh. Anh Kilo Việt Nam rất tỉnh và đập cho anh. Còn ai nhỉ? Có sân bay, anh Kilo với lại cái anh Quốc. Khả năng là anh Việt Nam, anh Kilo này đi đầu tiên. À, cái thằng này cần yếu máu mà không chơi được nha. Tại đứng thứ ngay. Ít dài ơi. Wow. Cẩn thận nha. Cái mối nguy hại của mình nó đang tới gần. Đấy rồi, cho tí em lùi lại đây. Ủa, thằng sân bay đúng không? Thằng sân bay này. Mọi thứ bây giờ nó ngã hú rồi đấy. À, chạy lên thì thoát, thế này còn chạy lùi. Anh thủ tục cũng hơi lằng nhằng nhỉ. Được rồi. Khó lắm anh em ạ, chơi bộ trang bị khó thực sự luôn đấy. Bây giờ nhá, tạm thời đến trận tiếp theo này. Bây giờ mình sẽ đổi cho anh em này. Không cần phải nhiều đâu. Đó, chỉ cần một cái pháo thôi nhá. Đây tôi sẽ đổi cho anh em một cái khẩu pháo đơn giản như thế này thôi. Ví dụ như M42 này. Anh em sẽ thấy đấy, con này nó khác biệt hoàn toàn luôn. Cứ chờ đấy mà xem. Nhưng mà đừng có ghép team thiện lành nhá. Ghép team là nó phải dã man một tí vào. Ghép team toàn level mười mấy, xong vào đứng im tại chỗ ấy, không có tàu sân bay. Nghĩ nó buồn lắm. Quá buồn. Nãy cái map mình ghét đây này. Biển dưới khu cảnh. Thì ấy, zoom à? À, full ship. Full ship này như mang đủ số hay sao? Nhìn thấy con VKZ-19 này kìa. Này không tí nam nhỉ. Đúng con VKZ-19 không? Nhìn giống. Nhìn này nó chưa phân biệt được. Có cái nét nét gì đấy nó giống. Hy vọng nó không phải nhá. Đồ thị trường ấy. Vả nó phải vả đây rồi, trên anh em để cân như này. Cân á. Từng đã yêu em nhưng giờ thì khác. Đâu rồi. Chỗ này mình chưa thấy, cái map này nó xa lắm. Thấy một anh này. Quân ship nó lợi thế cái tốc độ nhanh. Nó chuồn luôn nè. Cái này cũng phải đi hướng 2 thôi. Em đi theo cái chiến dịch 41 vậy.
tuyên bố cho em mang cái khẩu pháo khác đấy nha. Không bán được. Nhìn thế thôi nhưng không bán được đâu. Đúng, hai bên đi bộ khác mãi không nhìn thấy nhau. Có khi nào đội nó đi hết bên kia không nhỉ? Ghê quá đấy, mình check map nó hơi sớm rồi. Ông Navi ạ, à, toang luôn. Ông này xác định là toang rồi. Thì mình tại vì 4 thằng bên này mà. Ôi, banh háng. Xin phép anh em là đến trận này nhá, là gọi là 95% là đồ thổ thôi. 5% là cái pháo ấy. Pháo này của ấy gì nhỉ, Thụy Điển này. Đúng rồi, cái pháo này của Thụy Điển anh em nhé. À, như thế này không có map đây này. Có thằng rõ thằng đứng ở đây này, đấy, đấy. Mà không thấy. Ôi, à đây, đây, ui giời ơi. Đấy, đấy. Anh em sẽ thấy cái sức mạnh nó khác nha. Sức mạnh nó khác à nha. Ui giời, bình tĩnh. Anh em phải hết sức là bình tĩnh nhá. Đấy rồi, em còn có góc đi rồi. Ui nó giật. Hơi giật nhẹ tí. Ui. Sao. Em lao nhầm. Trời heo ạ. Em lao nhầm. Quả đấy nhau nếu mà để ý kỹ sẽ thấy nhá, quả đấy mình lao lên map ấy, thành ra nó bị mất máu nặng như thế. Nhưng rõ ràng nhá, quả đấy mang cái pháo Sahi là mình chết đấy. Wow, rõ ràng không bắn được nhưng mà vẫn đam vẫn tụ vào top 1. Nó nếu mà tính ra nhìn kỹ cái quả đúng khi gọi là nếu mà mang cái pháo Sahi rồi quả đấy mà đi đúng cái tiêu kiểu như thế, quả đấy nó xác định là toa. Nhưng mà đổi cái pháo mà 42 nó khác ngay. Lao cá lên má. Và đấy mình nghĩ là tự dưng là thấy mỗi thằng Missouri thì ok, nhưng mà tự dưng lòi cho hai thằng. Chính là quả đấy tính là bị dính hai phát pháo luôn nhỉ. Hai phát pháo cũng đau đấy. Mặc dù cũng cố lươn lẹo rồi mà tốc độ này nó chậm quá. Nó vẫn bị dính đòn. Ông cầu ngầm ông bị làm sao mà ông lặn luôn thế này. Sợ tải nhỉ, sao nó không ghét được một trận nào có sân bay nhỉ anh em. Từ đầu clip ra như được một trận có sân bay hay sao ấy. À, chúng ta sẽ chơi theo cái giáo án này. 90% là đồ thổ và 10% là đồ Thụy Điển nhỉ. Cái pháo M42 mình nhớ là của Thụy Điển. Cái gì đây? Ui. Tạt. Đấy anh em thấy không? Mang hết cái phòng không kiểu như thế này này. Đấy. Khi mà nó ấn bẫy mồi cái là nó sẽ chết. À sorry anh em, là nó sẽ né được hết. Còn nếu mà nó không ấn bẫy mồi thì nó sẽ chết ngay. Tức là nó kiểu dạng được cái này mất cái kia ấy. Nó khá là hên xui. Cái hư nuôi này nhắm vào mình rồi. Ok tôi úi rồi tí đập nhá. Đấy chúng ta đang có cái hướng đi bên này mà. Chiến đấu đây. Át được. Đúng mà không ngoan không lại với trời đâu em ạ. Khôn ngoan không lại với trời đâu em ạ. Rồi cứ đứng đấy mà câu nhá. Thằng này có cái phóng lựu của thằng này đấy. Đằng xa kìa. Rồi ơi. Thằng này có cái cách bắn của thằng này. Ui. Chết. Không hồi lại cái phóng lựu ở đấy để bắn hộ anh em. Nhỏ thế chị nhỉ. Nhưng mà đồ này nó biết chơi nha, đây trận này nó chơi hay đây này. Mình thích cái kèo như thế này nha. Xem nào. Toàn level 24, 4 ông level 24 luôn này. Anh em thấy ghép đẳng cấp không? 4 ông level 24 và chỉ có một ông duy nhất level 34. Hơn đúng 10 cái level. Được rồi, mình sửa lại trước nha. Cái tội tiên phong này.
cái tội tiên phong này. Đấy. Ôi dồi ôi, cái tội tiên phong này. Nó lùi thôi. Thằng đứng ở xa xa kìa, thằng ship đúng không? Được. Vượt xa thật anh em ạ, quá chuyên nghiệp. Anh ấy nút các kiểu dạng quá chuyên nghiệp. Nhưng anh này thì không chuyên nghiệp một tí nào. À, anh Swan Ship thì không chuyên nghiệp một tí nào cả, đang ấy toang rồi. Tâm này thì còn đúng cái nệt. Ui thôi, ui. Cái này cơ mà. Đang bắn thằng tàu ngầm ở đấy nó bị lệch hướng. Ui, ông kia, cái ông đồng đội bên mình. Khả năng là bân cung sinh ảo tạc anh em ạ. Mình nghĩ phải bân cung sinh ảo tạc thôi. Một củ mốt. Nhưng mà vẫn không được cái mạng nào. Ô tài nhỉ. Rất ít mạng nhỉ. Thôi coi. Có lẽ là mình sẽ đi thay đổi nốt thôi. Làm nốt trận cuối nhá. Trận này thì mình sẽ lắp cho anh em loại thiệt hạm đây. Đồ thì cũng bình thường thôi. Không có gì ghê gớm cả đâu. Tính sẽ lắp cái gì. Hay là cái mang súp, anh em thích cái mang súp không? Lắp thử lại nhá. Mang súp cái này của Brazil đi. Tuyên lắp mấy cái loại kia thì thấy nó hình như nhiều clip, là clip nào cũng 240 xong này. Không thì lại DF12. Không nữa thì là cái loại cái gì nhỉ? DF100 à? Ờ. Loại 240 DF100 xong 212. Có Nava thì bây giờ mình hay ít dùng. Trước mình hay dùng, bây giờ mình dùng 240 thay thế cho Nava. Bây giờ cái xuống bây giờ mình thích cái dòng bắn tên lửa nó có cái độ quỹ đạo bay cao một tí. Rồi nó sẽ cuối anh em nhá. Thì đơn giản rồi, nhưng mà nó vẫn ghép tim thiện lành, không có sân bay tấn công thì cũng có anh ui rồi anh em biết cái thằng tàu sân bay với mình nó là thằng gì đấy, HMS Queen trời à, chiến sư nhà nó. Vâng, trận cuối này nó gọi là đỉnh điểm của ghép tim đây. Mà không biết tại sao cái thằng dở hơi mất dậy nào, tại sao nó lại ghép cái đồ trang bị T3 lên tàu T2 nhỉ? Bạn có thiếu thốn quá không? Ôi, ui dồi, cái gì bắn mình đây? Tôi chưa kịp tỉnh táo. Ui, thằng sân bay thằng nào đây mà bắn kinh thế? Level 23. Ui, level 23. Kinh rồi. Quá kì rồi. Nào, xử lý đi. Không bắn được thì làm ơn đừng có theo nhau nhá. Không bắn được làm ơn đừng có theo nhau nhá. Bị đánh. Nó có thể mua hình vàng. Mà nút phải rá. Mà quang phải rây. Ôi nè. Ôi. Ok chưa. Rồi lại lùi tiếp này. Còn này là hồi sức cấp cứu được rồi. Hồi trước góc cứu được thì chúng ta lại từ tiếp rồi. Rồi ơi, đau cái mang súp này nó giống nhỉ. Được ổn, theo mình đánh giá ở cái cự ly này là úi giời, phóng lũ giờ mồm chết. Đã thế rồi, Nakimot. Bắn đi Nakimot, ok. Ôi nhau rồi. Em chỉ như đứng đấy làm cảnh như sao ấy. Nó khí mình như con như thế này, anh em không thương mình à? Như con thế này. Đừng mà xử lý đi. Đừng mà xử lý đi. Ngàn máu à. Thằng sân bay nó có nhận ra mình là cái điểm yếu không? Chạy thôi anh em ạ, tại mày lùi. Vẫn còn thằng xoáy biển. Nào. Úi trời ơi, đồng với trà đội ôi. Tại sao lại lao lên? Anh Kara ơi, anh còn dính máu à? Được, em sẽ quay sang bên này nhá. Nếu em hồi máu được, em có cái góc bắn thì em sẽ trả thù cho anh. Đấy. Ui, góc này phải bắn cả pháo anh em ạ. Ngoại trừ ngươi lôi, còn lại thì bắn đầy đủ anh em nhá. Ui, khá là đồng điệu với nhau. Ui, phóng đi ăn ngập mồm, anh Kirop.
Anh Kirob ơi. Ủa, tôi xong rồi. Ô thế bây giờ chỗ này là anh chỉ đây HMS Queen Elizabeth, anh ấy còn anh ấy gây được 9689 dam và anh ấy gục ngã. Thì tôi cũng không biết là anh ấy đau đúng không nhá. Đây chúng ta sẽ xem qua cái ông này xem nào. Vâng, anh ấy được một like. Một like số liệu xem nào. Số trận đã tham chiến 33 trận. Trời, đẳng cấp của ghép team anh em ạ. Số trận đã tham chiến 33 trận, nhục nhã thật luôn ấy. Khả năng cái nick này là mới nập, mới chơi được 33 trận thôi. Và ok, còn em chúng ta cũng sẽ kết thúc clip ở đây thôi. Cái đồ trang bị này thì nó cũng chỉ giới hạn cái sát thương chứ nó cũng không có được nhiều lắm đâu. Kể cả bắn thoải mái đi chăng nữa cũng chỉ vậy thôi. Nhưng mà nó lại thiên hướng là hồi nó khá là nhanh anh em nhé. Đấy thì vừa rồi mình đã làm cho anh em một cái con tàu khu trục hạm của Nga, con RF Antra Project 199. Nhưng mà trang bị thì cơ bản là full hàng của Thổ Nhĩ Kỳ. Đấy, thì anh em có nhận xét thì không? Cái bộ trang bị này thì nó cũng có cái hay, cũng có cái dở đúng không? Cảm ơn anh em đã xem hết cái video của mình. Và anh em nhớ nhá, từ bây giờ thì mình sẽ để cái số tài khoản đấy. Anh em nào thích làm cái bộ trang bị nào thì có thể donate qua đấy. Thì nói chung bao nhiêu thì đến là tùy tấm lòng anh em thôi. Cứ ok là ông nào trước là làm trước anh em nhá. Rồi ok, hẹn gặp lại tất cả anh em trong những cái video tiếp theo.